Đây, mình đang ở trong một cái chỗ bí ẩn. Hướng dẫn các bạn tìm nhá. Đây, đây là chỗ hút ngày xưa. Đây, chỗ nhiệm vụ này. Đấy, chỗ này C2 này. Đúng không? Nhiệm vụ thì đây, từ đó là mình sẽ đi thảo. Đấy, sau đó gặp cái ông này. Này, cái gì đấy vậy? Bạn sẽ đi nhìn thấy nhà màu xanh xanh này. Đó các bạn sẽ đi vào đấy nhìn thấy được. Đó, các bạn đi vào. Đây, trong này sẽ có một ít dương. Đi. Cái chỗ tiếp theo là trên dinh thự. Chắc là các bạn nào cũng biết rồi. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chưa biết. Trên cái dinh thự này sẽ có một cái dương kim cương ở đây. Đấy. Yeah. Đây, cà phê rồi. Spawn. Chỉ tìm những thứ mình biết nhá. Biết thôi á. Đây không nào. Phòng này gì? Không quá gì. Mình chân ở đây. Rồi, tiếp theo nha. Đây, bạn chân ở gì đâu với nhau à? Em ơi, cái mày đang bị đánh ai được? Rồi mình đang đi, các bạn này cục cục quá. Là từ xe bè. Cậu. Ô tô nào? Vấn đề tiếp theo là đây một cái giường nữa để bót kìa, bót kìa. Bót, this my box. Bót tội. Chỗ có dương kim cương tiếp theo là chỗ này, trên đỉnh của nhà máy các bạn có thể đi lên những chỗ bí ẩn có dương. Đợi mình qua ngó xem con boss xuất hiện chưa, đánh luôn. À, trên này cũng có dương. Đây là những có dương. Đây là
đó. Tiếp nha. Nếu mà các bạn ăn trái dung nha mà đi vào đây là không biết nó rồi. Mình thôi. Cái này cũng phải chuẩn bị ăn. Đấy, có dương này. Đấy, dương này. Một cái nữa cơ. Đây cho mày. Rất là bí ẩn. Đây. Chỗ bí ẩn. Chỗ này là dùng để đánh boss. Cái con boss trong nhà mày. Không phải do ai đâu. Tiếp nha. Cái này đây chỉ cái đỉnh của nhà máy biết chưa, đây đỉnh nhà máy đây, xem tìm cửa đấy đây tìm cửa nhá, tiếp à đâu đây, trong mấy cái nhà tuyết này đây, cái nhà bao chắc sẽ có cái gì rồi. Đây, chiếc đèn giường. Chết rồi. Chết. Chết nha. Nào cũng có à? Đây. Tính không? Đây, tôi nhìn rồi. Dương, đấy giờ, đấy, dương, đây là chỗ mình biết thôi nhá, chỗ biết mình chưa? Các bạn xem thì có thể mình sẽ chỉ cho các bạn. Ok. Các bạn biết mình nhỉ? Theo nữa thì ở cái đảo nghĩa địa này. Theo cái đảo nghĩa địa này chắc chắn sẽ có trên này ít đấy, các bạn nhìn thấy cái bóng dương ở đây đấy, dương bóng dương. Hay mày à? Quá hay rồi. Ui, thôi. Đường rồi. Chờ chết rồi. Đây. Đây, dương này. Rất là đáng sợ. Trong này rất là đáng sợ. Thế em có boss nào không nhỉ? Quá đáng sợ rồi. Đâu? Đây. Đây là ban nhà. Nhà cao gì? Đây, giường. Các bạn không để ý thôi. Đây, giường. Phóc 6 phòng có gì rồi. Đây, giường tiếp này. Quý ở nhà giường. Chắc là video của nhà giường. Ơi, nó bị ế có đâu. Cửa. Đây. Ông xem nào quá. Đây. Hơi nhiều. Đây. Xem cái bot à. Còn ít người chơi đi. Đây bot trên này. Xem thiệt chứ. Bot đã chết rồi. Bot phải thủ trước mình đánh rồi. Hôm qua mới đánh xong. Này các bạn để em gì chết thì sao em mua thì được thôi, video đến đây thôi nha, tạm biệt.